cậu nhóc này vô tình nhặt được một quả cầu kỳ lạ từ đó bỗng trở nên có siêu năng lực phi thường súng đạn bắn vào người cũng chỉ như là gãi ngứa búa chặt vào tay cũng không đứt cơ thể thường phóng ra các tia điện cực mạnh có thể dùng để sạc pin điện thoại một cách dễ dàng nhưng từ khi cậu có được năng lực siêu nhiên mọi tai họa bắt đầu ập tới các thế lực bóng tối luôn thèm khát siêu năng lực này của cậu nên đã giết người vô tội vạ bất chấp mọi thủ đoạn để có được nó vậy làm thế nào một mình cậu có thể chống lại thế lực hắc ám này xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha vào một đêm tiết rơi một gia đình ba người đang lái xe trên đường cậu bé đang chơi đồ chơi ở ghế sau anh trai thì trêu chọc cậu còn người cha thì lại không ngừng buông lời mắng mỏ cậu vẻ mặt cậu bé lúc này trông vô cùng ấm ức đột nhiên chiếc xe trở nên vắng tanh không một bóng người anh trai và bố cũng biến mất và các cửa sổ bắt đầu đóng băng cậu bé sau đó bàng hoàng mở cửa xe ra và phát hiện bản thân dường như đã đến một thế giới khác trong truyện tranh nơi đây được gọi là vách đá vĩnh hằng nơi đây có một con sâu bướm lớn được nuôi trong lồng kính và trong hang động bí ẩn có một vị pháp sư già mặc bộ đồ đỏ đang ngồi trên ghế vị pháp sư nói với cậu bé ông chính là pháp sư cuối cùng còn lại trên thế giới và những bức tượng bên cạnh chính là bảy con quỷ mang tội tài trời bị ông phong ấn lại chúng tương ứng đại diện cho sự kiêu ngạo đố kỵ giận dữ lười biếng tham lam ăn uống vô độ và sắc dục nhưng cùng với dòng chảy của thời gian giới hạn của pháp sư già đang đến gần và pháp lực của ông đang dần suy yếu để ngăn bảy con quỷ phá vỡ phong ấn và gây hại cho nhân loại ông phải tìm một người thừa kế để kế thừa mang ma pháp vô cùng mạnh mẽ của mình, nhưng điều kiện trước tiên chính là chỉ những người có trái tim thuần khiết và ý chí mạnh mẽ, có thể chịu được sự cám dỗ của ma quỷ mới có tư cách trở thành người thừa kế. Chính vào lúc này, cậu bé đột nhiên nghe thấy giọng nói của bảy con quỷ mang tội tài chơi. Những con quỷ bắt đầu dẫn dụ cậu bé đi lấy mắt quỷ, vì như vậy cậu có thể có được sức mạnh ác quỷ vô cùng mạnh mẽ. Cậu bé không nhịn được mà liền đưa tay ra và cậu đã không thông qua bài kiểm tra. Vị pháp sư già giận dữ của trách và ngăn cậu bé lại, sau đó đưa cậu trở lại nhân gian thế là mọi thứ đã trở lại bình thường trên xe lại xuất hiện bóng dáng của cha và anh trai cậu bé không cam tâm mà bắt đầu làm loạn muốn quay lại nói lý với vị pháp sư già kết quả là chiếc xe đột ngột mất khống chế người cha mất lái và xảy ra tai nạn còn cậu bé và anh trai thì đều không có gì đáng ngại nhưng người cha thì trực tiếp bay ra khỏi xe và suýt mất mạng do đó người anh liền đổ tất cả lỗi lên đầu cậu bé khiến cậu nghe xong thì trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi từ đó một mầm mống của tội ác đã chôn vùi trong tim cậu còn ở bên này bức tượng của bảy con quỷ mang tội tài trời bắt đầu xuất hiện vết nứt vì vậy ông đã sử dụng một lượng lớn phép thuật tìm người. Thời gian đến 30 năm sau, Billy là một đứa trẻ mồ côi bị thất lạc mẹ từ khi còn nhỏ. Lúc nhỏ, cậu và mẹ đến sân chơi để chơi ném bóng bay, nhưng tiếc là kỹ năng của mẹ cậu quá kém, nên cuối cùng cậu chỉ giành được một giải thưởng tham gia là một chiếc la bàn. Billy vô cùng vui mừng, nhưng do không cẩn thận, cậu lại để trượt tay, làm chiếc la bàn rơi xuống đất. Thế là cậu lo lắng và vội đi nhặt chiếc la bàn. Tuy nhiên, lúc này cậu lại phát hiện ra là không tìm thấy mẹ đất. Đâu nữa. Do đó, cảnh sát chỉ đành gửi Billy đến một gia đình nhận nuôi thông qua một tổ chức từ thiện. Nhưng lần nào Billy cũng trốn ra ngoài vì cậu không muốn người khác trở thành gia đình của mình và muốn tìm lại mẹ ruột. Mặc dù cậu không có bất kỳ manh mối gì và chỉ biết họ của mẹ mình là Basson, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. đúng là ông trời không phụ người có lòng. Hôm đó cuối cùng cậu cũng tìm ra một người phụ nữ họ là Basson. Thế là cậu vội lao ngay đến và mong chờ cảnh tượng đầm ấm khi được đoàn tụ với mẹ. Con nghĩ cô chính là mẹ của con. Cậu chắc chắn chứ và như vậy billy lại được gửi đến một gia đình để nuôi dưỡng lần này anh được một cặp vợ chồng thân thiện nhận nuôi hơn nữa ngoài billy họ còn nhận nuôi nhiều đứa trẻ khác lần lượt là eugene người nghiện những trò chơi điện tử dala người luôn cằn nhằn mary một học bá xinh đẹp và freddy người không có cảm giác tồn tại cùng một cậu bé pedro ú nu trong đó freddy và billy là thân nhất và cả hai nhanh chóng bắt chuyện với nhau freddy là một người hâm mộ siêu anh hùng thậm chí cậu còn có một chiếc batarang và mảnh đạn 9mm đã bắn trúng Superman. Billy đã bị cảm động bởi gia đình ấm áp này, do đó cậu đã ném cuốn sổ ghi đầy manh mối về mẹ mình vào thùng rác và định không đi tìm mẹ nữa tuy nhiên khi ăn cơm billy luôn tỏ ra không thể hòa nhập vào với mọi người được trước cái ôm đầy ấm áp của dala anh không biết nên nói gì và đã vô tình làm tổn thương đến trái tim của cô bé cùng lúc đó ngày càng có nhiều người bị lão pháp sư đưa đến vách đá vĩnh hằng để kiểm tra và điều này đã thu hút sự chú ý của tiến sĩ sivana theo cặp kính của sivana không khó để đoán ra rằng sivana chính là cậu bé đã không vượt qua bài kiểm tra năm đó suốt bao nhiêu năm qua anh luôn muốn tìm cách đến vách đá vĩnh hằng đồng thời cũng điều tra tất cả những người đã từng đến đó từ kiểu tóc của anh có thể thấy trong những năm qua anh đã không ít đêm phải mất ngủ nhưng đối với anh tất cả những hy sinh này đều đáng qua điều tra sivana có được một bộ ký hiệu bí ẩn chỉ cần sao chép bộ ký hiệu này 7 lần theo đúng cách sắp xếp của nó là có thể mở được cánh cửa dẫn đến vách đá vĩnh hằng do đó anh lập tức viết những ký hiệu này lên cửa và nữ tiến sĩ bên cạnh đã vô tình chạm vào cánh cửa này sau đó liền hóa thành cho bụi sivana lạnh lùng nhìn cảnh này và trong lòng tràn đầy phấn khích anh không do dự mà mở cánh cửa ra, và quả nhiên, đằng sau cánh cửa chính là vách đá vĩnh hằng. Lúc này, vị Pháp sư già đã gần đất xa trời, và ông nhận ra Sivana chính là cậu bé năm đó đã bị ông đuổi đi. Còn Sivana đã chuẩn bị cho thời khắc này nhiều năm rồi, và anh khao khát có được sức mạnh. Do đó anh đã bất chấp sự ngăn cản của lão Pháp sư, mà dứt khoát lấy con mắt của ác quỷ ra. Thế là, bức tượng bảy con quỷ mang tội tài trời lập tức sụp đổ, chúng hóa thành một làn khói đen rồi chui vào trong mắt quỷ, sau đó trở thành một phần của cơ thể của Sivana, dưới sự hỗ trợ của bảy ác quỷ, giờ đây anh đã có sức mạnh vô biên, lão pháp sư cũng không phải đối thủ của anh nữa. Sau đó, Sivana mang theo sức mạnh khủng khiếp của ác quỷ trở lại nhân gian. Còn ở bên này, sau khi tan học Billy nhìn thấy Freddy, người ở cùng một gia đình nuôi với mình đang bị hai cậu bé bắt nạt. Lúc đầu, Billy không muốn can thiệp vào, nhưng hai tên này lại chế giễu Freddy là không có mẹ. Điều này khiến Billy vô cùng tức tối, thế là cậu liền cầm gậy lên và đánh hai người họ, xong rồi bỏ chạy. Hai cậu bé kia cố gắng đuổi theo, nhưng Billy lại chạy đến ga tàu điện ngầm. Do đó, họ chỉ có thể nhìn Billy hả hê và may mắn lên tàu trốn thoát. Trên tàu điện ngầm, đột nhiên Billy cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tất cả hành khách đều biến mất, tàu điện ngầm cũng đột ngột tăng tốc và cửa sổ cũng nhanh chóng đóng băng khi cửa tàu điện ngầm từ từ mở ra billy đã đến một nơi xa lạ cậu hoang mang nhìn bản đồ tàu điện ngầm rồi lại nhìn ra bên ngoài tàu điện ngầm không phải là bị chật bánh rồi đó chứ nhưng thực ra nơi billy đến chính là vách đá vĩnh hằng lồng kính nuôi con sâu bướm năm đó đã bị vỡ và không biết nó đã đi đâu nữa còn lão pháp sư chỉ nhìn thoáng qua đã xác định billy chính là người thừa kế xứng đáng mà ông đang tìm kiếm vì vậy ông đã dùng phép thuật để tạo ra một hình ảnh ba chiều và kể cho billy nghe một đoạn lịch sử trong quá khứ từ rất lâu trước đây họ đã hấp tấp chọn một người kế vị kết quả là người đó đã lạm dụng sức mạnh để trả thù và phản bội họ đồng thời giải phóng bảy con quỷ mang tội tài trời ra do đó khó khăn lắm họ mới phong ấn đám ác quỷ này lại được nhưng bây giờ ác quỷ lại bị thaddeus đưa đến nhân loại và nền văn minh nhân loại sắp phải đối mặt với cảnh sinh linh lầm than do đó billy phải kế thừa phép thuật của ông và trở thành vị cứu tinh để cứu toàn nhân loại, mặc dù Billy không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo yêu cầu của vị pháp sư già, cầm chặt cây quyền trượng của ông và lớn tiếng hét lên một cái tên, Sazam. đúng rồi, cứ như vậy Billy đã thừa hưởng ma phép mạnh mẽ của pháp sư già và trở thành siêu anh hùng sấm sét Sazam, vị pháp sư còn dạy cậu hãy sử dụng lòng tốt của cậu để giải phóng sức mạnh lớn nhất của chính mình còn các anh chị em của ta vẫn đang chờ người thừa kế mới rồi sau đó ông đã hoàn toàn biến mất còn billy thì sợ đến mức đánh rơi cây quyền trượng và vội vàng bỏ chạy lúc này hành khách trên tàu điện ngầm đã quay trở lại nhưng Billy đã thay một bộ đồ khác và bối rối bước ra khỏi tàu điện ngầm. Ở bên này, cha mẹ nuôi ở nhà thì vô cùng lo lắng và cho rằng Billy lại chạy trốn rồi. Pedro vào nhà vệ sinh, định vứt bài thi bị điểm kém đi thì phát hiện ra cuốn sổ ghi chép của Billy trong thùng rác và liền biết được Billy vẫn đang đi tìm mẹ ruột. Đồng thời, khi Freddy đang rửa bát trong bếp thì Billy đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ trong bộ trang phục này, rồi bảo Freddy hãy mau ra ngoài. Sau đó, dưới sự giải thích tận tình của mình, Freddy cuối cùng cũng tin anh chính là Billy. Nếu như đã là một siêu anh hùng thì chắc Billy cũng phải có một số siêu năng lực chứ. Freddy lập tức lấy điện thoại ra chụp hình và bảo Billy hãy thử xem có thể bay như siêu nhân được không. Xem ra trước mắt là không thể nào được rồi. Do đó, Freddy liền bảo Billy thử tàng hình nhưng không ngờ là anh lại thành công. Bộ đồ đó được đấy. Cái thể loại siêu anh hùng quái quỷ gì thế này. Thì ra là Freddy trêu chọc Billy. Nhưng lúc này, một hành động vô tình của Billy lại phóng ra được tia sét. Lúc này, bên đường xảy ra một vụ cướp. Billy nhận thấy cơ Hội thử siêu năng lực của mình đến rồi đây, không ngờ được là anh vừa dùng lực lập tức dịch chuyển tức thời và hạ gục tên cướp, sau đó lại dùng chút lực đã vô tình ném bay tên cướp đi, sau đó, người phụ nữ được cứu đã lấy ra 73 đô để cảm ơn anh, thế là hai người Billy lập tức cầm số tiền đó và đi đến siêu thị, nếu đã có cơ thể của một người trưởng thành rồi Vậy đương nhiên phải nếm thử một chút bia để xem nó có vị như nào mới được, nhưng lúc này lại có thêm hai tên cướp nữa đến cướp siêu thị, thấy vậy Billy lập tức dũng cảm bước tới, nhưng tên cướp lại trực tiếp bắn thẳng vào người anh. Tuy nhiên, vì rượu là viên đạn rơi xuống đất còn Billy thì không bị sao hết. Tên cướp không thể tin được nên đã nã đạn vào người anh, rồi lại bắn vào mặt anh vài phát, nhưng Billy chỉ cảm giác như đang bị cù lét mà thôi, không ngờ được là anh lại có cơ thể của người thép. Cuối cùng, hai tên cướp bị Billy đánh ra khỏi siêu thị và vội vàng chuồn lẹ vẫn là đồ ăn vặt và surprise hợp với họ hơn sau khi chơi đủ billy chợt nhận ra rằng mình không biết đổi lại hình dạng ban đầu như nào nên anh chỉ có thể lẻn về nhà với freddy để tránh bị bố mẹ nuôi phát hiện Tiếng kẽo kẹt từ cầu thang gỗ đã thu hút sự chú ý của bố mẹ nuôi, trong lúc hoảng loạn, hai người nhanh chóng trốn vào trong phòng, lúc này họ mới phát hiện ra đây là phòng của Dala. Billy vội vàng giải thích với Dala, có một ông lão đưa anh đến một ngôi miếu và bảo anh nói sa hóa ra chỉ cần nói từ sa là Billy có thể chuyển đổi hình dạng qua lại, nhưng Dala đã nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của anh, con bé có kín miệng không vậy? Không biết nữa, Hensuya, cuối cùng hai người phải nói hết lời, Dala mới đồng ý giữ bí mật cho Billy sáng sớm ngày hôm sau sivana đeo kính dâm và xuất hiện trong công ty của bố mình còn cha và anh trai thì vẫn như trước đây trước mặt người ngoài cũng không chừa chút mặt mũi nào cho sivana nhưng lần này sivana cũng không khách khí nữa mà lập tức khóa cửa lại anh muốn khiến cha và anh trai mình phải trả giá người anh cứ tưởng rằng anh đang lên cơn sivana vừa nghe thấy thế thì lập tức ném anh ra ngoài cửa sổ sau đó anh liền tháo kính dâm xuống trước mặt cha mình theo làn khói đen bảy con quỷ liền xuất hiện ở đây và nuốt chửng tất cả cấp dưới của cha cha anh, anh chàng ở quầy lễ tân bên ngoài nghe thấy tiếng la hét bên trong, khi anh đang do dự có nên mở cửa hay không, thì sau đó cảnh tượng trên kính khiến anh sợ hãi mà nhanh chân chuồn lẹ. Ở trong phòng, người cha liền nói, chỉ cần con không giết ta, thì cả công ty này đều là của con. Nhưng Sivana lại lạnh lùng nhìn ông và nói rằng, giết ông, cả công ty này cũng sẽ là của tôi. Lúc này, mấy con ác quỷ nhắc nhở Sivana, lão pháp sư đã tìm được người thừa kế và hắn còn mạnh hơn cậu, nên nhân lúc hắn chưa thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh thì hãy giết hắn ta, nếu không thì cậu sẽ không còn cơ hội đâu. Sivana nghe nói vậy thì chỉ đành để quỷ tham lam lại chỗ cha mình, rồi ung dung rời đi. Mặt khác, dưới sự giúp đỡ của Freddy, Billy cũng đã quen với cái tên gọi Shazam, Shazam đã bắt đầu thử siêu năng lực của mình chỉ với một cú đấm đã có thể đập vỡ cột đá và chỉ dùng hai ngón tay đã có thể đánh bay thùng sắt ra xa đã vậy khả năng chịu đòn còn mạnh hơn còn vấn đề bay thì trước mắt vẫn chưa thuần thục cho lắm hơn nữa trong khi đi bộ cũng có thể giúp người khác sạc điện thoại tuy nhiên cậu cũng có thể sử dụng cơ thể trưởng thành này để đến câu lạc bộ người lớn lấy gà rán miễn phí còn Freddy thì đều quay lại hết quá trình kiểm tra này rồi đăng lên mạng và đặt tên trên mạng cho sazam với nhiều loại khác nhau nào là Tân America Teleportation, Red Cyclone, Sir Zappalot Thundercrack nói chung là bất luận tên của video là gì thì lượng phát video đang không ngừng tăng lên rất nhanh Saam đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội còn Freddy đi cũng trở thành trợ thủ đắc lực của anh và vốn có tính tự phụ, cậu liền khoe với các bạn cùng lớp rằng, ngày mai siêu nhân nổi tiếng trên mạng sẽ ăn trưa cùng mình. Sau đó cậu liền hẹn Sa giam ngày mai phải tới, vì dù gì sự lợi hại của anh cũng được đồn thổi ra ngoài rồi. Nhưng đến ngày hôm sau, Sa chỉ quan tâm đến việc chụp ảnh với fan hâm mộ và trong khoảng thời gian đó, anh cũng sử dụng siêu năng lực của mình để giải cứu một cô gái, kết quả lại phát hiện ra đối phương chính là Mary, người sống trong cùng một gia đình nhận nuôi với mình. Lúc này, Mary đã được nhận vào trường đại học yêu thích của mình như mong muốn. Nhưng cô lại thấy không vui vì cô không muốn xa gia đình. Saja muốn khai sáng cho cô, nhưng lại khiến Mary ngạc nhiên. Tại sao người đàn ông lạ trước mặt này lại biết tên và biết cô sống trong một gia đình nhận nuôi? thậm chí cách cư xử cũng có chút quen thuộc sa giam thấy mình sắp bị lộ nên đã nhanh chóng chuẩn lẹ mà bên phía Freddy đi thế là bị cho leo cây idol siêu nhân không đi ăn cơm cùng cậu điều này khiến cậu trở thành trò cười trong mắt các bạn cậu tức giận tìm đến sa giam thế nhưng cậu ấy không quan tâm cậu lợi dụng siêu năng lực của mình làm ảo thuật kiếm tiền ở trên phố cậu thấy như này rất vui nhưng ngay sau đó sa không may lỡ tay khiến một chiếc bánh xe của xe bus bị xịt lốp xe bass mất khống chế sắp bị rơi xuống khỏi cây cầu thì trong lúc ngàn cân treo sợi. Sa Ram dùng sức mạnh siêu năng lực của mình đỡ được xe bus, hành khách trên xe cuối cùng cũng được cứu. Sazam cũng trải nghiệm được cảm giác làm anh hùng còn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của truyền thông. Nhưng Freddy vẫn tức giận vì chuyện lúc trước cãi nhau với Sazam, sau đó hai người rời đi không mấy vui vẻ. Ngay lúc này, Sivana tìm Sazam, anh ta vừa tới thì đã nói năng thô bạo, uy hiếp Sazam giao ra sức mạnh của mình. Có lẽ vũ khí của con người không có tác dụng với Sazam, nhưng Sivana vẫn muốn chứng minh bằng thực lực anh ta muốn dùng phép thuật đánh bại phép thuật. Anh ta tóm lấy Sazam bay lên không trung, sau đó đấm anh ấy một phát bay xuống dưới. Jam thấy mình cách mặt đất ngày càng gần, vào thời khắc nguy hiểm, điều kỳ diệu xảy ra rồi, thế nhưng Sivana vẫn không từ bỏ bay qua đánh cậu ấy, hai người đánh từ bên ngoài vào trong siêu thị. Nhưng đừng quên ngay dưới vẻ ngoài mạnh mẽ này là một cậu bé 14 tuổi. Sajam vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh chênh lệch quá lớn với sức mạnh của Sivana. Cậu nhanh chóng hét lên rồi trở về nguyên hình, nắm bắt cơ hội lẻn vào đám đông. Nhưng cậu ấy không ngờ rằng Freddy vất vả tìm kiếm Sajam ở siêu thị đã thu hút sự chú ý của Sivana. Sau khi Sivana ép hỏi cậu ấy thì đã biết được địa chỉ nhà của Sazam. Không lâu sau, Sajam khập khiễng trở về nhà. Bố nuôi trách cậu vì sao không đi học nghiêm túc, luôn ra ngoài gây họa, cũng dạy Freddy hư. Theo lúc này, Mary đang xem TV phát hiện ra một chuyện khủng khiếp. Vì sao siêu nhân nổi tiếng trên mạng trong TV lại đi cùng với Freddy? Điều này khiến cô nghĩ đến cuộc gặp mặt bất ngờ trước đó. Trực giác nói với cô ấy rằng siêu nhân hot boy là Jam, Vì thế mấy người họ lập tức đến phòng của Jam hỏi han tình hình. Nhưng Jam đang nản lòng đã quyết định không biến thành Jam nữa cậu cho rằng mình không được coi là siêu anh hùng trong lúc trò chuyện cậu lại thấy cuốn nhật ký mà mình đã vứt đi ở trong tay của Pedro hóa ra em trai Eugene đã giúp Sa tra ra được tư liệu của mẹ mà sở dĩ Sa giam không tìm thấy mẹ mình là vì mẹ cậu đã tái hôn và thay đổi họ thành Milan ngoài ra Eugene còn tra ra được địa chỉ hiện tại của mẹ cậu ấy Sa vừa nhìn thấy thì kích động lập tức chạy về phía nhà mẹ cậu ấy khi cậu gõ cửa nhà thì khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt đây thật sự là mẹ cậu nhưng đáng tiếc là không giống như những gì cậu tưởng tượng lúc này người đàn ông trong nhà hỏi là ai đến vậy mẹ cậu lại nói là mình không quen biết và bà nói với sa giam cậu ấy đến không đúng lúc rồi sau đó bà còn kể sự thật cho sa giam hóa ra năm đó sau khi sa giam bị lạc với mẹ mẹ cậu đã tìm thấy được cậu rồi nhưng bà lại không lựa chọn dẫn sa giam đi gánh nặng của cuộc sống khiến bà cảm thấy sa giam ở với người khác sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn lúc này sa giam cuối cùng cũng hiểu ra mẹ cậu đã không cần cậu từ lâu rồi cậu liền trả lại la bàn đó cho mẹ mình rõ ràng là sa giam bây giờ tìm được gia đình thuộc về mình rồi. Lúc này Sivana đã đến nhà của Sazam và gọi điện cho cậu ấy. Anh ta uy hiếp tính mạng người nhà của Sazam ép cậu xuất hiện. Sazam không còn cách nào khác vì gia đình mình cậu đành phải gọi cái tên kia lần nữa. Sau khi trở về nhà, Sivana lại uy hiếp Sazam giao ra sức mạnh của người thừa kế. Nếu không sẽ giết người nhà cậu. Sau đó anh ta giơ tay mở ra cánh cửa của vách đá vĩnh hằng. giam thấy vậy đành giả vờ đồng ý với anh ta và đi theo Sivana đến vách đá vĩnh hằng. Nghi thức chuyển sức mạnh nhanh chóng được bắt đầu, Sivana cầm quyền trượng, bảy ác ma vây quanh lấy hai người bên trong, điều Sa Jam có thể làm là kéo dài thời gian, đột nhiên một phi tiêu rơi đập trúng Quan khiến anh ta bị thương, là nhóm bạn Freddy đã đến, nhưng lúc đám ác ma trở về trong cơ thể của Sivana, vết thương của anh ta lập tức lành lại, Sa Jam nhặt phi tiêu rơi lên tấn công anh ta lần nữa sau đó vội dẫn theo bạn chạy đi thì lại phát hiện không có cửa, một nhóm người đành chạy lung tung trong vách đá vĩnh hằng. Họ khó khăn lắm mới tìm được cánh cửa nhưng lại có rất nhiều cánh cửa. Eugene chọn bừa một cánh cửa và mở ra, trong đó có ba con cá sấu đang chơi bài. Dala cũng mở một cánh cửa, trong đó lại là trận mưa bão tuyết. Pedro mở một cánh cửa suýt thì mất mạng. Lúc này giam chợt nhớ ra dường như không cần cửa, chỉ cần cố gắng nghĩ đến nơi mình muốn đi. Sau đó họ cũng thành công về được thế giới hiện tại, nhưng Sivana cũng nhanh chóng đuổi đến, Sa vội dẫn theo mấy người họ trốn vào trong đám đông ở khu vui chơi, họ vốn cho rằng như vậy sẽ thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Sivana lại bắt người dân làm con tin, Sa bị ép đành phải xuất hiện lần nữa, nếu siêu anh hùng không bảo vệ được người dân thì đâu được coi là anh hùng chứ, cậu xông lên muốn đánh nhau 300 hiệp với Sivana, nhưng Sivana lại thả mấy con ác ma ra, bắt người nhà của Sa cục diện lại rơi vào thế bị động, Sa không thể không hiệp với Sivana, nhưng chợt Sa Jam nhớ đến lời của pháp sư, anh chị em của ông ấy vẫn đang chờ đợi người thừa kế mới, mà anh chị em của Sa Jam không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Cậu lập tức bảo mọi người nắm lấy quyền trượng cùng nhau gọi cái tên kia, Sa Jam, cứ như vậy, anh chị em bọn họ đều biến thành siêu anh hùng Pedro cuối cùng cũng biến thành chàng trai cơ bắp như mong ước. Cuối cùng Sa Jam dứt khoát bẻ gãy quyền trượng, cậu định đánh cho Sivana một trận đau đớn, mà Sivana cũng không chịu yếu thế gọi mấy con ác ma ra, cả nhà đoàn kết hợp tác cùng nhau chống lại ác ma trong lúc đó vẫn không quên cứu những người dân vô tội sivana vẫn chưa nhận ra rằng anh ta đã bị trúng kế cả nhà họ định ép toàn bộ các con ác ma trong người sivana ra ngoài như vậy sivana chỉ là một sivana bình thường thôi lúc này sazam đã dần kiểm soát được sức mạnh của mình đánh một trận bất phân thắng bại với sivana đột nhiên trận chiến trở nên có chút sốt ruột các con ác ma liên tục làm chuyện xấu sát hại người dân cả nhà sắp không chống đỡ nổi nữa ngay lúc này sazam nghĩ ra một kế hoạch cậu dùng kế kích tướng dụ con ác ma cuối cùng trong người Sivana ra ngoài. Sivana quả nhiên lập tức mất đi sức mạnh, anh ta đứng không vững từ trên lầu cao rơi xuống dưới. Sa giam đương nhiên không thể để anh ta chết như vậy và anh gỡ con mắt tội lỗi ra khỏi mắt Sivana. Bọn ác ma lập tức mất đi ký chủ, bị ép quay trở lại trong con mắt tội lỗi. Cả nhà đã giải cứu thế giới, đám đông bên cạnh tò mò đang xem trận chiến hoan hô trong tiếng cười, còn Sivana cũng bị pháp luật phán xét cuối cùng cả nhà lại đến vách đá vĩnh hằng đặt con mắt tội lỗi trở về vị trí cũ có nghĩa rằng bọn ác ma bảy tội ác lại bị phong ấn lần nữa. Sazam và Freddy cùng đưa ra quyết định biến nơi này thành căn cứ bí mật của họ. Sazam sau khi trải qua chuyện này sẽ không chạy trốn nữa. Nơi này là nhà của cậu, bên cạnh đều là người nhà của cậu. Đoạn cuối của bộ phim có 3 điều đặc biệt. Thứ nhất, hôm đó Freddy đến nhà ăn ăn cơm và cuối cùng cũng được ăn cơm chưa cùng siêu nhân hot boy như ý nguyện. Lần này Sazam không cho cậu ấy leo cây và cậu còn mời một vị khách thần bí đặc biệt. Thứ hai, Sivana trong tù vẫn ảo tưởng muốn trở về vách đá vĩnh hằng nhưng anh ta không thể nghĩ ra nổi thứ tự sắp xếp chính xác các ký hiệu này là gì đột nhiên một con trùng đầy lông chạy đến tìm anh ta con trùng này tên là Mister Mike, nó mới là kẻ phản diện cuối cùng trong bộ phim thứ ba hôm nay xazamm lại thử nghiệm siêu năng lực với Freddy cậu muốn xem xazamm có thể nói chuyện với cá như Aquaman có điều dĩ nhiên là không được xazamm được chiếu năm 2019 là một bộ phim siêu anh hùng nội dung bộ phim vô cùng hấp dẫn đơn giản dễ hiểu chủ yếu xoay quanh chủ đề gia đình và đoàn kết cốt truyện không quá dài để ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện cũng dành đủ thời gian để bố trí và phát triển các nhân vật quan trọng trong bộ phim lúc pháp sư kể chuyện quá khứ cho sajam nghe đã nhắc đến kẻ phản bội cũng chính là kẻ thù cũ của sajam ok bộ phim hôm nay đến đây thôi hẹn gặp lại các bạn tập sau